và các đảng viên giáo hội đã tuyên dạy trong giáo luật cũng như trong những chỉ thị của tòa thánh và những hướng dẫn của giám mục giáo phận. Xin khi Chúa chúc lành và nâng đỡ cha để cha chúa toàn sứ mệnh đã được trao phó. Thân ái kính chào cha. Lễ Tho ngày 19 tháng 6 năm 2023, giám mục giáo phận Phêrô Nguyễn Văn Khảm đại hỷ. Tiếp theo đây, cha sở mới sẽ tuyên xưng đức tin và lời hứa trung thành. Tôi là linh mục Phêrô Trần Anh Duy. Tôi vững vàng và tuyên xưng mọi điều và từng điều trong Kinh Thánh kính. Tức là tôi kính một Thiên Chúa duy nhất là Chúa Cha toàn năng, đến tạo thành trời đất vô vật vô hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa duy nhất là Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Người nói với môn đệ rằng lúa chín đầy đồng và thợ đặt lại ít,
Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt say thở than gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần vô ý, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đó là lời Chúa. Ngài đã sống lại rồi và Ngài đã tìm ra
với anh em chúng tôi cùng ăn uống với Ngài, cùng sờ đụng được Ngài, đồng bàn với Ngài. Không chỉ các tông đồ gắn kết cuộc đời của mình với Chúa Giêsu mà còn cảm thấy chấp nhận những đau thương vì thầy của mình. Bị đói, bị khát, bị ngục tù, bị đánh đập. Nhưng các ngài luôn cảm thấy vui mừng vì hôm nay tôi được thông phần đau khổ với Đức Kitô. Và cuối cùng các tông đồ đã chấp nhận đổ máu của mình ra để làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô. Như thánh Phêrô, ngài cũng bắt thập giá như Chúa Giêsu đến pháp trường, nhưng trước khi chết ngài xin một ân huệ: tôi không có xứng đáng như thầy của tôi đâu, xin anh em đóng đinh tôi ngược đầu xuống đất. Ơn thưa anh chị em, vì yêu Chúa Giêsu, vì yêu người thầy chí thánh của mình mà chấp nhận sống và chết vì tình yêu của Chúa Trời. Sứ mệnh đó cũng không dừng nơi cuộc đời của các tông đồ, được nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác trong hồn thánh của chúng ta, như thánh Gioan Maria Vianney mà chúng ta nhớ đến hôm nay. Chắc nó cũng không có xa xôi như Gòi Gia đây đâu, nhưng mà là một giáo xứ hẻo lánh, nghèo nàn, đó là xứ Acts. Cha Gioan Maria Vianney cũng không biết đường để đến, ngài phải hỏi thăm người này kẻ đó, cuối cùng mới thấy được ngôi nhà thờ mà mình phải chăm chăm đồ chi tại nơi đây. Kẻ hâm hờ, kẻ cố gắng để thu phục họ, nhưng mà ngài cảm thấy chán nản rất chi. Đang số giao nhân mùi lòng, đang số điều sang biệt tình yêu của Chúa. Chỉ có một nhóm giao nhân mà tới 4-5 cái quán nhậu, chưa nói những cái nhà khiêu vũ. Tôi nghĩ kẻ đi đến từng nhà thăm từng người, nhưng mà không ai đón tiếp ngài. Ngài buồn, ngài nói với Chúa: Chúa ơi, nếu mà con biết mà đến xứ ạt nó như vậy đó, tôi thà cho con chết cho rồi. Tôi đến gì mà không ai đến với con, cũng không ai đến với nhà thờ, đến với Chúa, thì con ở đây làm gì chứ? Bởi vì trên cho nên ngày phải 3 lần trốn cái giáo xứ để đi. Nhưng mà Chúa không muốn như vậy, cho nên 3 lần đi và 3 lần về cùng ở tại giáo xứ Acts. Cuối cùng cha Gioan Maria Vianney có cảm được cái bí quyết của Chúa, cho nên từ đó ngài ra sức cầu nguyện, dường như là muốn tìm ngài cứ vào nhà thờ thì thấy ngài chồng trước thánh thờ của Chúa để cầu nguyện cho đoàn chiến của mình. Từ từ giám đốc S họ nói với nhau: ôi ôi, con cha này ông thánh thiện thiệt á, không phải giả đâu, ông không có là bộ đó, ông đạo đức lắm. Mà người ta bắt đầu tuôn đến với Chúa, tuôn đến với thánh lễ. Và không chỉ tại xứ Ảng mà cả những vùng lân cận, người ta nghe biết tiếng tăm của ngài đạo đức và người ta tuôn đến. Em trên thử tưởng tượng một ngày đến cả ngày nào cũng như ngày nào ngồi tò trên dưới 15 tiếng đồng hồ, trên đâu có giờ ăn đâu,
luộc một nồi khoai như vậy đó là ăn một tuần lễ. Và cái tủ cuối cùng đó là nó không có ai hết rồi. Nhưng Ngài cứ ăn. Rồi cũng không có giờ ngủ, một đêm vậy Ngài ngủ vài tiếng đồng hồ. Nhưng mà quỷ nó biết, nó không cho Ngài nghỉ ngơi gì nữa. Nó muốn đem kiệt sức của Ngài. Cho nên khi mà Ngài vừa lên giường kêu như thì nó lắc. Cái giường mà nó lắc thì hai cái, ba cái Ngài đem xuống đó. Ngài hy sinh tất cả chỉ vì đồng chiếc và cuối cùng vô số người trở lại với Chúa. Và cái sứ mạng không còn hẹn lắm cái ngày nào nữa mà nó trở thành một cái trung tâm hành hương. Cho đến độ sau này khi Ngài mất rồi thì bề trên cho chôn Ngài ngay cạnh cái cọt giải tội. Không chỉ Ngài là bổn mạng các tín đồ mà Ngài còn là bổn mạng các cha giải tội. Đấy, trải qua các thế hệ biết bao nhiêu những cái gương linh mục tốt lành thánh thiện, và hôm nay trong thế hệ chúng ta có các anh em linh mục chúng tôi. Chúng tôi đến giữa anh chị em không nhằm một mục đích nào khác ngoài cái việc là phục vụ và yêu thương anh chị em. Chúng tôi vâng lời về trên để đến đây hay là đến một giáo sư nào khác là để long báo tình yêu của Chúa cho anh chị em. Khi một ở giữa đoàn chim thì anh em chúng tôi cũng ở giữa anh chị em để gần gũi với anh chị em, để lắng nghe những tiếng nói của anh chị em, để cảm thông và nâng đỡ đời sống của anh chị em. Có khi chúng tôi phải hướng dẫn anh chị em như bài đọc một, anh chị em nghe không? Nếu thấy anh chị em có những cái sai, cái lỗi mà chúng tôi không lên tiếng thì chúng tôi phải liên đới chịu trách nhiệm với anh chị em. Còn ngược lại, khi chúng tôi lên tiếng để xây dựng cái đời sống đức tin, đời sống thiêng liêng của anh chị em, và anh chị em biết lắng nghe thì chúng tôi cũng được thường công. Đó là cái trách nhiệm của một người một tử. Không chỉ chúng tôi sống giữa anh chị em, hướng dẫn anh chị em, mà chúng tôi còn ở phía sau anh chị em để đừng có những ai bị bỏ lại phía sau. Ngày hôm nay tôi nghĩ sứ đạo nào cũng có nhiều người vì hoàn cảnh nào đó mà đang xa cách Chúa, không còn đến với thánh lễ, bỏ mùa phục sinh. Những người đó cùng cầu anh em của chúng tôi nâng đỡ họ. Cho nên cuộc đời anh em của chúng tôi không chỉ đến để long báo tình yêu của Chúa Cha, để nâng đỡ yêu thương anh chị em, mà chúng tôi còn có cái trách nhiệm là mang lại ơn cứu rỗi cho anh chị em. Hội thánh lễ chúng ta tự hành đó là diễn tiết thánh lễ ngày xưa trên đồi Golgotha. Và thánh lễ ngày xưa trên đồi Golgotha mang lại ơn cứu độ như thế nào thì ngày hôm nay khi hội thánh lễ anh em như chúng tôi tự hành cũng mang lại ơn cứu độ như như vậy. Có thể nói anh em như chúng tôi tự hành thánh lễ để vương hết tất cả những nỗi khổ đau của anh chị em, những nỗi vất vả trong cuộc đời của anh chị em, cả những cái yêu hẹn lỗi tội của anh chị em để mà dâng cho Chúa. Và đồng thời anh em tiếp tục chúng tôi như là một cái chiếc máy để chuyển những hồng ân mà Chúa ban cho anh chị em, tức là hồng ân cứu rỗi linh hồn của mình. Cho nên đời linh hồn quý lắm thưa anh chị em.
trong trần gian này không có chức vụ nào cao quý cho bạn chi tư vụ. Khi anh em chúng tôi vẫn cần cái lời cầu nguyện của anh chị em. Bởi vì Thánh Phaolô nói rằng như là một cái chất dầu quý báu nhưng lại đựng trong một cái bình sành dễ bể. Mỗi anh em của chúng tôi mang cái chức thánh của Chúa nhưng trong một cái thân xác còn nhiều khiếm khuyết, không chỉ cả những lỗi lầm nữa. Cho nên cần lời cầu nguyện của anh chị em để việc phục vụ của anh em chúng tôi, cái sứ mệnh mà Chúa giao phó cho anh em chúng tôi được chu toàn một cách tốt đẹp. Hôm nay chúng ta không chỉ cầu nguyện cho các cha hiện diện trong hôm thánh ngày này, mà đặc biệt là cầu nguyện cho cha Phêrô An Duy. Có lẽ cha cũng không xa lạ gì với cái giáo xứ Ngọc Giác này. Rất mong cha cố gắng biết nói anh em tiền nhiệm của mình để phục vụ giáo xứ Ngọc Giác. Nên tôi biết giáo xứ này tuy là nó nhỏ bé, xa xôi, nhưng lại là một cái số đạo rất là tốt lành. Mong cha tiếp tục sứ mệnh của Chúa yêu thương họ chi hạnh lên và chăm sóc họ. Khi anh chị em giáo xứ Gò Gia và đặc biệt là anh chị em trong ban một vụ, anh chị em có một cái bề dày lịch sử nó không xa lắm, không dài lắm, trên dưới 60 năm thôi, từ năm 1939 cho tới năm 2000. Nhưng anh chị em đã có một cái nề nếp đạo đức tốt lắm. Anh chị em đang gìn giữ cái gì còn đó? Tôi biết có lẽ anh chị em cũng chưa vơi cái nỗi buồn khi sang cha sở phụ của anh chị em đã gắn bó suốt 15 năm qua. Nhưng tôi mong anh chị em, nhất là ban phục vụ, hãy hết lòng cộng tác với cha sở mới, được không? Còn buồn hả? Rất buồn chưa? Còn hả? Thôi, cho nó qua đi nghe. Mình bắt đầu một cái trang mới, hết lòng phục vụ với cha sở để làm cho cái gọi do, phải không? Gọi do, làm cho cái gọi do này ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Cầu nguyện thật nhiều cho cha sở mới và tất cả anh chị em, đặc biệt là anh chị em giáo xứ Ngọc Giang. Thank you.
kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nhân lời nguyện chung. Thương dân người và ban cho họ các điều mục tự để dẫn dắt họ theo đường lối Chúa. Trong tâm tình khiêm tốn này xin, chúng ta cùng tin tưởng dâng lên người các ý quyền của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho hội thánh hiện thế của Đức Kitô luôn có những kỳ mục tự như lòng Chúa mong ngóng, để hội thánh được xây dựng và phát triển trong sự hiện nhất và bình an. Xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Như lòng Chúa mong muốn, trước hết
Chúng con hết lòng cảm ơn Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã phép cử Cha Phêrô về đây với chúng con. Một giáo sứ biên giới vùng sau này, xin Chúa ban muôn ân lành trên Đức Cha. Kính thưa Cha Tổng đại diện cộng đoàn giáo sứ chúng con, cũng xin bày tỏ lòng biết ơn với Cha. Dù đã bận rộn với công việc của giáo phận, nhưng với tình yêu thương và hiền thân, hôm nay Cha đến thăm giáo sứ Gò Giang nhỏ bé này và chủ sự thánh lễ, dâng lời tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho Cha sở mới và giáo sứ chúng con. Chúng con xin Chúa ban nhiều ân lành trên Cha và mọi công việc dự định của Cha cùng những công việc đang làm trong giáo phận được thành công tốt đẹp. Kính thưa quý cha hạt trưởng, quý cha đồng tế, quý tu sĩ và quý khách, hôm nay giáo sư chúng con đã thân hành được đón tiếp quý cha, quý tu sĩ và quý khách đến chia sẻ niềm vui với chúng con. Sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ và quý khách đã nói lên sự hiệp thông, sự yêu thương đối với cha Phêrô, cha sở giáo sứ của chúng con. Chúng con hết lòng cảm ơn và tri ân tất cả. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý cha và quý tu sĩ và quý khách. Kính thưa cha tổng đại diện, quý cha và quý khách, giờ đây cho phép chúng con có đôi lời với cha Phêrô, cha sở mới của chúng con. Kính thưa cha Phêrô, lời đầu tiên cộng đoàn giáo sứ Gò Giang chúng con xin kính chào cha. Đặc biệt giáo sứ chúng con xin chân thành cảm ơn cha và chúc mừng cha vì đã vui lòng vân lệnh về trên đến để với giáo sứ. Giáo sứ nghèo cùng sau này, thưa cha, cách đây hơn 8 năm cha đã về đây phục vụ trong một tháng với tư cách là thầy giáo sư, và giờ đây qua sự quan phòng của Thiên Chúa, ngày 19 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Phêrô đã bầu nhiệm cha về đây là cha sở của chúng con. Chúng con rất hân hoan xin chào đồng cha. Thưa cha, chúng con tin rằng với kinh nghiệm phục vụ của cha qua những giáo sư mà cha đã phục vụ trong những năm tu học, đặc biệt nơi giáo sư cai lệ và chánh tòa của giáo phận Mỹ Tho, giáo sư chúng con sẽ thực sự trở thành một gia đình tràn đầy niềm tin, vững vàng niềm hy vọng và nồng nàn tình thương mến để đem Chúa đến cho muôn người. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Thánh Người luôn hộ trì cha hồn an sát hành để ở với chúng con. Chúng con nguyện hứa sẽ vâng lời và nhiệt tình cộng tác với cha trong công việc phục vụ của giáo sứ, để công việc truyền giáo của Hội Thánh nói chung và của giáo dân Gò Giang nói riêng ngày thêm phát triển. Cùng với lời chúc mừng và với tất cả tâm tình quý mến, giờ đây chúng con kính dâng lên cha tổng đại diện cha hạt trưởng Hạt Cù Lao Thay, cha Phêrô, cha sở mới giáo sứ Gò Giang, lãng hoa tươi thắm thể hiện cho những tâm tình yêu mến của chúng con. Kính xin quý cha vui nhận.
theo đây cha sở mới ngỏ lời với cộng đồng các viên với bà con giáo dân giáo xứ tòa giải. Thưa cha tổng đại diện, quý cha hàng chứa, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đồng. Trước tiên, con xin được kính lên Chúa lời tạ ơn vì ngày đã dịp giữ thương ban của hồng ân cho con trong suốt 4 năm thành nhận chức linh mục vừa qua. Dù bản thân còn nhiều thiếu sót bất toàn, nhưng tình Chúa và luôn xót thương con. Và chắc chắn Ngài vẫn sẽ luôn đồng hành với con khi hôm nay con bắt đầu cảm nhận sứ vụ mới đời giáo xứ đòi dài. Quý thân thể biết ơn tiếp theo của con xin được gửi đến Đức Cha Phêrô vì tình thương Đức Cha ở mong chỉ dạy nâng đỡ con trong suốt thời gian qua. Và hôm nay Đức Cha lại tin tưởng trao phó cho con trách vụ làm cha sở giáo xứ Gò Dạ. Khi đến, con xin chân thành cảm ơn cha tổng đại diện đã thương đến con không quản ngại đường xa đến trụ sự thánh lễ nhận chánh sứ của con. Xin Chúa ban người trẻ và sức khỏe cho cha để cho luôn chú cầu bổn phận mà Chúa đã trao phó cho cha. Con xin cảm ơn quý cha hàng trưởng, quý cha, quý anh em cùng lớp đã đến tiếp đón quý con trong thánh lễ này. Quý sự hiện diện của quý cha đã đưa lên sự nghiệp phong của tốt tình quý vị với ông và thật sự là thúc đẩy đầu tiên đang đỡ tinh thần cho con rất nhiều trong bước ngoặt cuối sứ vụ mới tại giáo xứ Gò Dạ. Một lần nữa con xin cảm ơn cha tổng đại diện quý cha đã đến với con, xin tiếp tục yêu thương đang đỡ cầu nguyện cho con trong sứ vụ mới của mình. Các vị xin tạ quản hạt và quý cha thực hành phù hộ đây đón nhận con vào những cuộc đoàn của giáo hạt. Con sẽ cố gắng cộng tác kiện phong với nhau để không chỉ cho giáo xứ con phụ trách mà cả giáo hạt được cùng nhau tiến triển trong đời sống đức tin và trong công cuộc loan báo tin mừng. Con cũng xin gửi lời cảm ơn đến cha sở tiền nhiệm cô An cùng các hiện diện hôm nay, cha sở tiền nhiệm Paulo vì phục vụ giáo xứ hôm nay có mặt, vì tất cả những hy sinh cố gắng của cha để xây dựng giáo xứ Gò Dạ có được như ngày hôm nay. Những gì quý cha đã nỗ lực xây dựng, con sẽ tiếp nối bản thân con và bà con giáo xứ hết lòng tri ân quý cha. Và xin quý cha cũng cầu nguyện cho con để con có thể cộng tác với nhau xây dựng giáo xứ tốt đẹp như ý Chúa muốn. Con cảm ơn cha nghĩa vụ của con ngày hôm nay cũng đã đến với con trong thời gian này. Xin Chúa ban ơn hơn là thân cha. Con xin tri ân cha Phan Sư Cô Áp Chi Chi đã sở giáo xứ Nhị Quý, Nhị Phong Mỹ, đã sở Phan Sư Cô giáo xứ Nhị Quý đã học các với con đã tổ chức thánh lễ ngày hôm nay thì thành công tốt đẹp. Con xin cảm ơn sở giáo dục chồng Phô Lô Mỹ Phong, Mỹ Sơ, Quý Nhị, Mỹ Tu Sĩ Nam Nữ vì tình thương mến để đến Mỹ Phong với con trong thánh lễ này. Con cảm ơn bà ngoại của con, của già sức yếu của hôm nay đã đến hiện diện với con trong thời đại ngày hôm nay. Cảm ơn bà má, quý ông nhân, anh chị em, cô chú, dì đường. Anh em trong gia đình mọi ngoại đã tập cầu nguyện cho con và hôm nay đã hiện diện với con trong thời đại này để tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho con. Để các bên tiếp theo của con cũng sẽ được gửi đến các em hội đồng phục vụ giáo xứ cũng là chất tỏ nghĩa to. Quý ban hội đồng phục vụ giáo xứ Cai Lậy, anh chị em giáo xứ Địa Trung, anh chị em giáo xứ Phú Điền Sài Gòn, quý anh chị em giáo xứ liên hệ quý nhân dân tham gia của con, vì sự biết mến để đến Việt Nam trong thế giới này để tạ ơn và cầu nguyện cho con. Xin cộng đồng tiếp tục nâng đỡ để đến con trong lời cầu nguyện, vì chắc chắn rằng trong chính phủ mới, lần đầu tiên làm cha sở, con cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ, cũng như những khó khăn ở phía trước. Giờ đây xin các con có lời lời với bà con giáo xứ Gò Dạ thân mến. Kính thưa ông bà anh chị em giáo xứ Gò Dạ, con biết ông bà anh chị em trong những ngày này vẫn còn đang nặng lòng với các sở tiền nhiệm đã nặng lòng phục vụ giáo xứ trong thời gian 12 năm qua. Nhưng rồi anh chị em cũng đã tạm gác lại nỗi lòng thi ấy để đón tiếp con về đây và đã cố gắng cộng tác với con chuẩn bị mọi thứ cho thánh lễ hôm nay đều sốt sắng. Xin cùng cảm ơn các đoàn giúp đỡ những người đã cộng tác với con chuẩn bị cho thánh lễ này. Anh chị em thân mến, cách đây 8 năm, tức là 2015, con đã được về đây với vai trò là thầy giáo xứ 1 tháng. Để thực tập sứ vụ tốc độ của mình, khi ấy con đã được cha sở đương nhiệm là cha Phaolô. Và ông bà anh chị em đón nhận yêu thương giúp con chú lòng kỳ hạn thực tập sứ vụ tốc độ của mình.
Hôm nay trong bí Chúa nhiệm màu sự ngẫu nhiên của mấy năm trời vất vả của Đức Cha, con đã có người về đây để nhận chức vụ làm cha sở. Để đây xin các bạn chị em tiếp tục đón nhận con như một người con xa quê, nay được trở về với gia đình giáo xứ, với giáo xứ thân thương này. Vì đối với con trước đây 8 năm hay hiện tại bây giờ, gọi ra vẫn là quê hương, bảo bản chị em vẫn là gia đình của con. Con sẽ tiếp nối nhờ phát huy chương trình của vụ tốt đẹp và các sở tiền nhiệm bảo bản chị em đã gây công đại diện. Vì vậy con hy vọng bà con ở đây sẽ đón nhận con yêu thương cộng tác với con với những như đã hết lòng cộng tác với các tiền nhiệm trước đây để xây dựng giáo xứ tiếp tục tiến triển về mọi phương diện trong đời sống đức tin cũng như trong tình thương hiện dân. Con xin kính mến từng thành viên trong gia đình giáo xứ chúng ta và tình yêu của ba ngôi của mẹ Maria tất cả du xe và các thanh. Tôi cũng xin cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi tổ chức thánh lễ được diễn ra tốt đẹp. Một lần nữa tôi xin cảm ơn các học đại diện quý cha quý tu sĩ nam tử và toàn thể cộng đồng. Vì xin Chúa luôn độ phúc phúc lành của ngài chúc cho các học đại diện quý cha và tất cả mọi người. Và cuối cùng sau thánh lễ tôi kính mời các học đại diện quý cha quý tu sĩ nam tử và cộng đồng cùng chung vui với con trong bữa ăn gia đình tại khuôn viên của giáo xứ. Con xin chân thành cảm ơn và ghi nhận. Chúng con kính mời cha tổng đại diện. Thì còn cái gì vui nào?
tôi cũng thấy được tấm lòng của anh chị em. Hôm nay tôi nhìn của nhà thờ rất là đẹp. Chắc là mới đây của con dọn về người cà sơn rồi. Tôi cũng thể hiện cái tấm lòng luôn nóng và mong chờ các em để có một cái điều kiện lớn. Còn nhìn cho anh chị em thật nhiều một cổ lo lo thôi đến lại đây cầu nguyện cho cha sở với phi lô và cầu nguyện cho giáo sư Ngọt nha. Xin mời đồng đội. Chúa cùng anh chị em. Chị em đi về